Xin chào anh em, chào mừng quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Ví dụ này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động. Và ví dụ này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động này đang có những gì thì em giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể ạ chiếc xe Xpander bản uh, số tự động này nó là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhá. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 2 tiếng giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, em sẽ đi vào vấn chính luôn ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miếng của chiếc xe này đang là 630 triệu ạ. À. Khi mà dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 4 này Cuối tháng 4 này Nam Mỹ Nội đang là 666 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 212 triệu Còn là tỉnh thì đang là 636 triệu Trả góp thì đang là 181 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 654 triệu Trả góp thì đang là 200 triệu tròn ạ Con em muốn giá tốt hơn hay là khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi tiết bánh như nào thì anh có quyết định cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em chắc chắn với em ốc đấy sẽ là tốt nhất trường nhà. OK, tiếp theo giới thiệu cho về những tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m475, rộng là 1m750, còn cao là 1m730 ạ. Chiếc xe này thì rất là dài, rộng và cao nhầm em nhé. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe Mitsubishi Triton bản số tự động, bản nhập khẩu này thì phần đầu xe của nó thiết kế ngôn ngữ của Mitsubishi. Thiết kế của nó là thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, sang trọng hơn và khỏe khoắn hơn ạ. Thiết kế này nhìn cảm giác chiếc xe nó rất là cơ bắp và khỏe khoắn anh em nha. Và đặc biệt phần đầu xe chiếc xe này nó sẽ tích hợp đó chính là có thanh nẹp chrome rất là to bản. Tạo cho, cho phần đầu xe của chiếc xe nó cảm giác nó được sang trọng hơn đấy ạ đấy, Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần là, cụm đèn ạ Cụm đèn phía trước của chiếc xe Mitsubishi uh, Xpander này thì nó ừ, sử dụng là đèn led nhá, Đèn full led đấy ạ, cho cả đèn cốt đến đèn pha Và chiếc xe này nó để ở phía, phía dưới Giúp cho chiếc xe nó được sang trọng hơn, thể thao hơn và hiện đại hơn ạ Về phần cản trước của chiếc xe này nó sẽ là về đèn gầm, nó sẽ là có sử dụng là đèn led nhé Đó đây, còn tiếp theo giới thiệu cho về mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe này thì thiết kế nó nhìn trông nó lồi ra Cảm giác nó sẽ được uh, sang trọng và mạnh mẽ hơn ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần sườn xe Phần sườn xe của chiếc xe này nó được dập uh, dọc rất là nhiều Giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp chắc chắn ạ Thiết kế khí đông học giúp cho chiếc xe cản gió rất là tốt ạ Về phần bánh xe chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm Vành chiếc xe này ra vàng vành 16 inch nhá. Phanh trước sẽ là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng chồng đấy ạ. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về uh, gương chiếu hậu à. Gương chiếu hậu của nó sẽ là được uh, bọc mạ chrome. Tiếp theo cho đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ. Nó sẽ có chỉnh điện và gập điện ạ. Về tay nắm cửa chiếc xe này sẽ là tay nắm cửa mạ chrome cho cậu bốn cánh cửa nha Đó đây giới thiệu cho em về tổng quan về sườn xe đây về chân kính của chiếc xe này nó sử dụng là chân kính được mạ chrome giúp cho cảm giác chiếc xe nó được trường xe hơn dài xe hơn ạ và trần xe của chiếc xe mitsubishi xpander bản này thì trần nó là trần phẳng ạ. không có cửa sổ trời đâu ạ và thích hợp nó sẽ là có anten vca nhá giúp cho chiếc xe nó được thể thao hơn ạ tiếp theo giới thiệu cho em sang phần đuôi xe phần đuôi xe của chiếc xe mitsubishi chi này nó cũng được dập nổi rất là nhiều giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn chắc chắn hơn và cũng được thể thao hơn ạ. Có đây giới thiệu cho về cụm đèn này. Cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn led nhé Đấy nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe và lối lên tới gần tới trần xe luôn đấy ạ. Về phần đằng sau. Đằng sau là cảm giác của chiếc xe nó được rất là thể thao và sang trọng đấy ạ. Đấy, trần xe chiếc xe này nó sẽ là có anten với cá này và đèn báo phanh trên cao nhá đèn báo phanh trên cao thì giúp cho chiếc xe nó sẽ được uh, đi trên đường nó sẽ được an toàn hơn đấy ạ Đây, còn về cản sau chiếc xe này nó cũng được uh, thiết kế nó được dập nổi rất là nhiều đấy ạ các tính an toàn về phần đôi xe của chiếc xe này nó sẽ là có camera lùi nhỉ nhưng mà rất tiếc bản này nó sẽ không có cảm biến lùi đâu ạ đấy. Đây. rồi sẽ mở cốp mình cho em xem cốp chiếc xe này nó sử dụng là cốp cơ nhá hàng ghế thứ hai thì uh, nó sẽ là lập hàng thứ ba gặp được 60 40, 50 50 hàng ghế thứ hai gặp được 60 40 ạ Hàng ghế chiếc xe này thì ngồi rất là thoải mái đi ạ. giờ anh sẽ gập cho anh em chiếc xe này có rộng không ạ? anh em thấy nào? nó rất rộng rồi nhá. và để đồ phẳng luôn ạ. anh em có thể ngủ luôn nhá, để nằm ngủ luôn được đấy ạ. hàng ghế thứ hai anh có thể gập phẳng nữa được nữa đấy ạ. đó, rất là phẳng và thoải mái anh em có thể ngồi. để đồ dài đồ rộng anh em có thể để nằm ngủ được thoải mái đấy ạ. Đó. đây. ok, giờ sang bên phần nội uh, thất giới thiệu cho về nội thất của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động đây nội thất của chiếc xe này thì nội thất của nó sẽ là nội thất màu đen nhá nội thất màu đen ấy, ghế được bọc da ghế được bọc da đó. hàng ghế thứ hai thì gặp được là 60 40 đi ạ tích hợp trên hàng ghế thứ hai của nó sẽ là có cửa gió điều hòa ở bên phía trên nhá theo em thì cửa gió điều hòa thì lên để phía dưới thì giúp cho chiếc xe nó được sang trọng hơn đó. Ok rồi, đây xin sâu bên trong giới thiệu cho em về chi tiết hơn ạ đây giới thiệu cho em về hỏng về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này đầu tiên giới thiệu cho em về vô lăng vô lăng của chiếc xe này sẽ là vô lăng ba chấu á được bọc da sờ rất mềm mại ạ tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại dành tay điều chỉnh âm lượng có cả cruise control đó chính là ga tự động đấy ạ về túi khí thì bạn này ta sử dụng là hai túi khí nhá về màn hình của nó sẽ màn hình cảm ứng ạ có 6 loa đấy ạ có kết nối apple carplay và auto android ạ về hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 4 cấp nhá hệ thống điều hòa dùng hệ thống điều hòa cơ chỉnh tay đấy ạ đây các cửa gió điều hòa này thiết kế về phần mà đầu xe của chiếc xe này đánh giá thì rất là sang trọng đấy ạ đây, phanh tay đó vẫn sử dụng là phanh cơ nhá không phải dùng là phanh phanh tay điện tử đâu ạ ghế bên lái thì nó sử dụng là ghế ghế chỉnh cờ nhé. còn bên này thì nó sẽ là bên cánh cửa các nút bấm như là lên xuống kính cho bốn cánh cửa để khóa cửa chốt kính đấy ạ đây sẽ quay lại cho về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này Thiết kế của chiếc xe này em đánh giá nó đầy đủ các tính năng, sang trọng và lịch lãm ạ. Ok, tiếp theo sang phần động cơ giới thiệu cho em về động cơ của chiếc xe Mitsubishi Triton bản số tự động, bản nhập khẩu ạ. Đang giới thiệu cho em về phần động cơ nhé. Động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng là động cơ 1.5 đấy ạ. Động cơ 1.5 nhé. Với công suất cực đại nó đang là 104 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 141 Newton mét trên cho 4.000 vòng trên phút ạ. Còn đây giới thiệu cho em về chi tiết này, đây là chính là nước nước uh, rửa kính này. Động cơ 4 xi lanh thẳng hàng nhá, 1 2 3 và 4 đấy ạ. Cổ hút để để lên rất là cao rồi. Ác quy nó sử dụng là ác quy ướt nhá. Đó, còn đây là chính là cầu chì này, còn cái này là dầu phanh nhá. Giờ sẽ quay lại cho em về tổng thể về vận động cơ của chiếc xe Xpander ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về các tính năng toàn của chiếc xe Mitsubishi Xpander ạ. Đây giới thiệu cho anh em về các tính an toàn nhé Các tính an toàn của chiếc xe này có như sau Có hệ thống là phanh ABS này Phân bố được phanh điện tử EBD này Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này Túi khí được cho chiếc xe này sử dụng là hai túi khí nhá Cho bên ghế lái và bên ghế phụ đi ạ Ngoài ra cho có đèn báo phanh khẩn cấp này Hệ thống cân bằng điện tử xe này Kiểm soát lực kéo này Hỗ trợ khởi nhà dốc ạ à, Chiếc xe này nó sử dụng là cam lùi nhá Nó sẽ không có cảm biến lùi đâu ạ Ok vậy video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe Tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Xpander Bản số tự động, bản nhập khẩu rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi Cũng như các xe khác nhau Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Lixan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu Mercedes cũng như là rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe, bất kỳ xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới em nhá. Để sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ cũng sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các bạn